Sao vậy con? Có phải chuyện đám cưới giữa con với thằng Hữu không? Con không yêu thằng Hữu sao? Không có đâu ba. Con đừng nói dối ba. Bất kỳ cô gái nào khi yêu cũng tới ngày đám cưới hết. Ba, con đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà con không quên được. Con không quên được anh Long. Con không biết, không biết là cái quyết định đồng ý cưới anh Hữu của con là có đúng hay không nữa ba. Con không muốn mẹ buồn, con không muốn mẹ lo lắng cho con. Ba ơi, ba ơi, con thật sự bế tắc lắm ba ơi. Ba xin lỗi con, là tại ba. Dạ, con nghe này chú. Gì hả? Thằng Long đâu rồi con? Dạ, tụi con đang trên taxi đi về khách sạn. Đối tác ép uống rượu nhiều quá cho nên anh Long ảnh xỉn rồi chú. Thôi, con chăm sóc thằng Long giùm chú nghe. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, con chào chú. Nhi à, anh Long. Anh xin lỗi. Tối qua em cũng say quá. Hai đứa tụi mình. Anh xin lỗi. Tối hôm qua anh say quá. Anh thiệt tình cũng không nhớ gì hết. Cũng không phải lỗi của anh. Em cũng say quá, em không nhớ gì hết. Em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Coi như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Mẹ, hôm nay mẹ thấy người khỏe hơn chưa mẹ? Mẹ đỡ mệt nhiều rồi. Hai đứa con đã chuẩn bị cưới tới đâu rồi? Dạ, bây giờ có dịch vụ rồi nên tụi con không cần phải lo gì nhiều. Hôm qua con mới đưa Ngân đi may áo cưới và đặt tiệc cưới rồi mẹ. Mẹ, con thấy coi bộ sắc mặt của mẹ tươi tỉnh hơn rồi đó. Hay là mình đi bệnh viện khám lại nha mẹ. Biết đâu thấy mẹ tươi tỉnh trở lại, bác sĩ cho mẹ phẫu thuật. Mẹ đã nói rồi,
Phải đợi hai đứa đám cưới xong thì mẹ mới yên tâm phẫu thuật được. Mình quyết định vậy đi em, tụi mình cũng gần đám cưới rồi còn gì. Ừ. Dạ. Vậy thôi mẹ nghỉ ngơi nha. Tụi con đi ra ngoài. Nè. Dạ. Hai đứa có muốn đi chơi đâu á thì cứ đi đi. Mẹ ở nhà có chị Sáu lo rồi. Dạ. Dạ. Con đi nha mẹ. Ừ. Ngân. Dạ. Anh với em đi coi phim nha. Tự nhiên cái em thấy hơi mệt. Từ khi tụi mình chính thức quen nhau tới giờ, tụi mình chưa đi chơi riêng lần nào hết. Em không yêu anh hả? Anh nói gì vậy? Tụi mình sắp cưới nhau rồi mà. Có lẽ tại em mới bình phục cho nên em thấy hơi mệt. Với lại tại ở chỗ rạp chiếu phim đông người lắm, em thấy ngại. Vậy anh với em đi ăn kem nha. Dạ. Vào đi. Anh Long, hồ sơ của anh nè. Cảm ơn em. Anh Long à, em đã nói là mình cứ coi như không có chuyện gì. Anh đừng có như vậy với em. Anh xin lỗi em nha. Em đâu có trách anh. Em cho anh thêm thời gian đi. Anh hứa là anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Chỉ là hiện tại bây giờ anh chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới này. Em hiểu mà. Em sẽ chờ anh. Cảm ơn em. Cái gì mà anh cảm ơn xin lỗi hoài à? Tới giờ ăn rồi, mình đi ăn trưa nha anh. Anh xin lỗi, em đi ăn trước đi. Anh còn nhiều công việc chưa giải quyết xong nữa. Anh cứ tối ngày lo làm không à, vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Hay là em đi ăn rồi mua gì về cho anh nha. Ừ, cũng được. Vậy em mua giúp anh một phần nha. Dạ. Cảm ơn em đi nha. Thảo ơi. Dạ. Mình đi ăn cơm đi. Dạ chị đợi em làm hết cái này cái nha. Ừ. Anh Hữu. Ủa Nhi. Anh đi ăn trưa với tụi em luôn không? Em với Thảo đi ăn đi. Anh giờ phải về nhà ăn cơm rồi. Sắp làm đám cưới rồi, hạnh phúc quá ha. Bỏ luôn hội ăn trưa công sở với tụi em hả? Không phải, tại vì Ngân chỉ có một mình ở nhà. Anh không muốn để Ngân cô đơn. Thôi em ăn đi nha. Anh đi nha Thảo. Dạ. Ủa chị, bộ hai người sắp đám cưới rồi hả chị? Ừ. Anh sắp sửa làm con rể của chú Hoàng rồi đó. Chà, hồi đó tới giờ người mà ảnh chọn á toàn là tiểu thư con nhà giàu không à. Ảnh á, xém chút nữa làm con rể của tổng giám đốc công ty bất động sản rồi đó. Ủa, hồi trước anh Hữu có quen ai hả? Dạ có chị. Lúc trước anh Hữu quen chị Ly á, là thư ký cũ của bác Hoàng. Lúc đó hai người sắp đám cưới rồi, không biết sao hai người chia tay. Mà chị Ly đi đâu đó mấy năm nay mất tích luôn rồi. Ly hả? Anh Khánh, anh lừa em hả? Sao anh nói là anh chỉ yêu của mình em mà? Cô này chính là bạn gái của cậu đó. Anh Khánh, vậy là sao? Cô này là ai vậy? Em nghe anh giải thích đã. Đây là bạn gái của ông Khánh. Ông bắt cá hai tay, ông lừa gạt hai cô đó. Có phải chị Ly là cái chị mà lúc trước quen với anh Khánh không? Dạ đúng rồi đó chị. Lúc mà chị chia tay với anh Khánh á thì chị Ly cũng nghỉ việc luôn. Rồi sau đó chị Ly quen với anh Hữu. Nhưng mà anh Hữu sợ bị anh Khánh đì, cho nên là kêu em giấu chuyện của họ. Em thấy hai người đẹp đôi ghê á, tưởng cưới rồi ai ngờ chia tay luôn. Thì ra là vậy. Hữu. Hử? Ông Khánh kìa. Nghe nói công ty của anh Khánh cũng đang gặp khó khăn. Gói thầu lần này coi như là cái phao cuối cùng. Ừ. Chào anh Khánh. Chào anh Khánh. Chào.
đợt thầu lần này các công ty khác đều bị loại bỏ, chỉ còn bên công ty anh Khánh và bên Trần Gia. Tôi cũng không ngờ có ngày này. Vậy cũng tốt, để người ngoài sẽ đánh giá năng lực giữa hai bên thôi. Bên các cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Anh Khánh, anh có dễ nắm chắc được phần thắng? Tôi nghe nói là bản kế hoạch của bên anh Khánh cũng không kém cạnh của bên mình đâu. Bây giờ chứ còn cạnh tranh với nhau về mức giá mà thôi. Em cố tình chơi tôi đúng không? Mức giá bên Trần Gia em đưa cho tôi hoàn toàn sai lệch. Chắc do em nhìn lầm thôi. Em nói như vậy là ý gì đây? Tôi kêu em tiếp cận thằng Long để đâm sau lưng nó, mà 6 tháng nay em vẫn chưa làm được cái gì. Tối ngày thân thiết với nó, có phải em thích nó rồi bây giờ em phản bội tôi đúng không? Đúng vậy thì đã sao? Anh Khánh à, bây giờ anh không còn cái gì nữa hết. Công ty của anh thì sắp phá sản, trong khi anh Long thì anh có tất cả. Thì ra đây là bộ mặt thật của cô đó hả? Uổng công tôi yêu cô và tin tưởng cô bấy lâu nay, tôi giả tạo. Anh cũng có hơn gì tôi. Anh Khánh, anh kêu người yêu của mình đi tiếp cận một người đàn ông khác, anh tưởng anh tốt lành lắm hả? Nếu mà anh còn chút sĩ diện thì chia tay êm đẹp, đừng ai nấy đi. Cô được lắm. Cô cứ chờ xem, có ngày tôi sẽ cho cô và thằng Long thê thảm hơn tôi bây giờ đó. Hãy chờ xem. Vậy thì em sẽ chờ. Cảm ơn anh nha. Anh có biết là tôi yêu anh như thế nào không? Tôi còn dẫn anh về để ra mắt ba tôi nữa. Anh đi về đi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Nhi, 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 nếu mà em không tha lỗi cho anh hả, anh sẽ ngồi ở đây hoài luôn đó. Đúng rồi, Long mới là người phù hợp với mày. Chào cô. Cô gọi tôi tới đây có chuyện gì không vậy? Tôi muốn anh điều tra hai người này. Tôi nghe nói trước đây họ từng yêu nhau và sắp đám cưới. Tôi muốn biết mối quan hệ bây giờ của họ ra sao. Ok, tôi sẽ gửi thông tin qua cho anh. Ok. Tôi cũng không ngờ công ty anh Khánh lại đưa ra mức giá cao đến như vậy. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa. Như lần này chắc công ty ảnh càng thêm khó khăn. Tôi mới vừa nói chuyện với ba. Ý của ba hình như là cũng muốn mình buông bên này, nhường lại cho công ty của bên anh Khánh. Bác Hoàng sao vậy? Là ông à, trong làm ăn kinh doanh làm sao mà có chuyện nhường nhịn được? Thì tôi cũng đã nói với ba như vậy, mình mà bỏ đối tác lần này có khi ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Nhưng ba chỉ muốn giúp cho công ty của anh Khánh thôi. Anh Khánh, anh không có dễ từ bỏ đâu. Tôi chắc chắn anh sẽ có cách khác để cứu được công ty của ảnh. Long, Long phải nói với bác Hoàng, đừng lo cho ảnh quá. Dù sao á, anh Khánh cũng là anh họ của tôi. Tuy là tôi không thích ảnh, nhưng mà tôi cũng không muốn thấy ảnh đi vào đường cùng.
Thôi, Hữu trong ngoài làm việc đi. Thôi, tôi xin phép. Ừ. Chào đi. Anh Long. Ừ? Có chuyện gì vậy? Em nộp đơn xin phép nghỉ việc. Sao lại nộp đơn xin nghỉ việc? Hay là tại vì chuyện lần trước của tụi mình? Anh xin lỗi em nha. Em đã nói là anh không có cần xin lỗi rồi. Chỉ tại em muốn tịnh dưỡng thôi. Em sợ vài tháng nữa bụng em nó lớn ra thì mọi người lại dị nghị. Nói vậy không lẽ em mới phát hiện là mình có thai. Em muốn giữ đứa bé. Anh yên tâm đi, em không có bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Bây giờ có rất nhiều bà mẹ đơn thân mà. Thôi em xin phép ra ngoài. Nhi à, anh không phải là người vô trách nhiệm như vậy đâu. Nhưng mà anh không có yêu em. Em không muốn có một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Tình cảm có thể từ từ vun đắp được mà. Anh không thể nào bỏ rơi mẹ con em được. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ về nói với ba mẹ cho tụi mình làm đám cưới, cho con của mình có một gia đình hạnh phúc. Cuối tuần này á, chú sẽ về quê nói chuyện với anh Ba Bảnh, chị Tư Xuân để coi ngày cưới cho hai đứa. Dạ. Dạ. Chúc mừng Long với Nhi nha. Tẩm ngầm đi sao? Vậy mà còn hơn tụi tôi nữa. Phải rồi đó. Chúc mừng anh chị nha. Cảm ơn anh. Nhi nè. Dạ. Bây giờ con có thai rồi. Mấy tháng đầu tiên á phải chú ý cẩn thận. Nhớ giữ sức khỏe nghe không? Dạ. Hay là tạm thời em nghỉ việc làm ở công ty đi, để có thời gian mà chăm sóc sức khỏe cho em và con nữa. Thằng Long nó nói phải đó con. Công việc ở công ty áp lực lắm. Con nghỉ ngơi, đợi sinh con xong rồi đi làm lại cũng được mà. Dạ, con biết rồi chú. Chú cái gì nữa, kêu luôn bằng ba đi con. Phải rồi đó. Dạ, ba. Vậy bây giờ á, anh với Ngân phải kêu như là chị hai rồi. Chị hai. Nói đi, là ai? Nếu anh nói, tôi sẽ cho anh gấp 3 lần số tiền của đó thôi anh. Không ngờ quanh đi quẩn lại cuối cùng mày cũng thành con rể tao hăng Long ha. Cái này người ta gọi là ý trời đó bác. Bây giờ con cũng không còn ham chơi giống như ngày xưa nữa. Con sẽ chăm sóc cho mẹ con Nhi mà. Phải đó anh, bây giờ con Nhi nó đã có thai rồi. Bà làm ơn bà nói nhỏ nhỏ giùm tôi cái. Nó lớn quá chồm sớm ta nghe. Mà bây giờ con Nhi nó có thai rồi. Quá nhỏ. Mà không lẽ không cầm càng. Quá nhỏ. Thôi nghiệp tôi nó. Không nghe. Tăng lên chút nữa đi. Tăng lên chút phải không? Bây giờ con Nhi nó đã có thai rồi, không lẽ bây giờ anh còn cấm cản tụi nó? Tội nghiệp cho cháu ngoại của anh chứ. Anh ba, đồng ý nha anh ba. Tôi nói vậy thôi, chứ tôi đồng ý rồi. Mới để mọi người tới đây nói chuyện. Thiệt tình, anh làm tôi tưởng. Thằng Long bây giờ nó thay đổi rồi, tôi phải chịu thôi. Ê, sau này mày cưới con gái tao về rồi mày đối xử tệ với con gái tao á,
là coi chừng tao đó. Mày biết cái tánh tao nóng rồi đó. Nhưng mà tao nhát thôi. Cái câu mà hổm rồi tao nghe phong phanh mày hãy sử dụng của tao đó là 10 cái 10 cãi. Cái câu đó là bản quyền của tao đó. Muốn xài phải trả tiền tác giả nha. Vậy đó. Tao nói vậy thôi. Tao không nói nhiều với mang bay nữa đâu. Dạ bố bà yên tâm đi. Con sẽ luôn chăm sóc cho mẹ con Nhi mà. À, Long à, con... Con với Nhi sắp đám cưới rồi đó. Tấm hình này con để trong đây mà con quên xóa. Vô tình con coi thôi. Bây giờ con sắp có con rồi đó. Phải nghĩ đến gia đình nghe chưa? Con biết rồi. Con sẽ không làm mẹ lo lắng đâu. Ngày mai á, con với Nhi lên Sài Gòn. Tụi con sẽ mua nhà. Mẹ lên đó ở với tụi con nha. Rồi giữ cháu nội nữa. Nghe nè Hữu. Long, tôi mới mua được mớ cá đồng á. Ngon lắm. Mới đứng chui xong nữa. Tôi có rủ một tình rồi. Qua nhà tôi chơi. Rồi làm về ly ha. Được rồi, tôi qua liền. Chờ một tí nha. Đứa nào gọi vậy con? Thằng Hữu gọi mẹ. Nó kêu con qua nhà nó chơi cùng với thằng Tình. Nè, đi nhớ về sớm. Mai còn lên Sài Gòn nữa. Dạ, con biết rồi mẹ. Mẹ đi ngủ đây. Dạ. Tấm à? Ôi trời. Tấm ơi, ra phụ con nè. Sao vậy? Sao nó dữ vậy rồi. Nè? Nó bị cái gì vậy con? Nó bị xỉn. Trời đất ơi, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Cô trơn. Rồi, nằm xuống mày. Đây. Rồi. Rồi. Đó. Trời ơi, thiệt tình. Nằm xuống đi. Cô trơn. Ngủ đi. Sao uống dữ vậy? Tao mới sợ. Sao? Tụi con lâu ngày mới gặp nhau. Uống vài chung thôi à. Mà nó đâu có chịu ăn, nó uống không à. Cho nên là nó mệt trước. Cái thằng này mà không chịu ăn là nó xỉn nhanh lắm. Cái nó tính chạy xe đạp về. Mà con thấy nó mệt quá, con nói thôi để tao chở mày về luôn. Còn xe đạp của nó đang để bên nhà Hữu á. Ờ vậy hả? Dạ. Ừ, để sáng mai Tám dặn nó qua lấy. Dạ thôi con về nha Tám. Ừ, cảm ơn con nhiều nha Long. Ừ. Về nha. Cái thằng, về nha. Dạ. Lần ngủ đi. Với thằng Hữu về trên này luôn đó hả? Dạ mẹ. Con có nghe anh Hữu nói chú Ba Mạnh đi coi ngài. Đám cưới của anh Long với Nhi sẽ sau tụi con 3 ngày đó mẹ. Ừ. Alo. Alo Ngân hả? Anh với ba đã lên chưa vậy? Anh với ba đang ở dưới quê nè. Có chuyện rồi em ơi. Thằng Long bị bắt cóc rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Có tin tức gì chưa vậy anh? Em bây giờ làm sao rồi? Tụi bắt cóc điện tới á, đe dọa không được báo công an. Nếu không á là sẽ giết thằng Long luôn. Tụi nó đòi 10 tỷ. Ba em đang nhờ người trong công ty đem tiền xuống rồi. Thôi nha, có gì anh sẽ liên lạc sau. Ngân, dạ dạ. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, anh Long bị bắt cóc rồi mẹ. Con phải về quê. Ngân, con phải về quê con sao đó từ mẹ? Từ từ đã. Mẹ sẽ đi về dưới với con luôn. Mẹ chưa khỏe, mẹ không đi đường xa được đâu mẹ. Mẹ không sao. Để con đi một mình, mẹ không có yên tâm. Đi con. Dạ. Dì Tư, hay mình bình tĩnh đi. Báo công an đi, dì Tư. Chứ có nhiều vụ nó nhận tiền xong là giết con Tinh luôn á gì. Báo công an cái gì mà báo? Biết giết con Tinh là báo công an cho nó giết luôn hả? Đúng rồi đó. Đừng có báo công an, nguy hiểm lắm. Biết đâu tụi nó chỉ cần tiền thôi. Nếu mà mình báo công an, nó biết nó giết thằng Long thì sao? Dì Tư ơi, dì bình tĩnh đi. Ba, ba tính sao? Đợi tin nhắn tiếp theo của nó rồi mình sẽ tính. Dạ. Vậy giờ sao? Ba. Ngân. Dì Tư. Mẹ con sao rồi? Dạ thưa ba,
Chắc là mẹ đi đường xa, mẹ ngồi xe lâu quá mẹ ngủ không được, cho nên là mẹ thấy hơi mệt. Bây giờ mẹ đang chợp mắt ở trong phòng. Ba, anh Long sao rồi hả ba? Anh Hữu, có tin gì của bọn bắt cóc không hả anh? Tụi nó chỉ cần tụi mình chuẩn bị tiền, tối nay tụi nó sẽ nhắn tin lại, hẹn chỗ giao tiền và sẽ chỉ chỗ thằng Long bị giam giữ. Gọi. Tụi nó gọi tới. Chị Tư ơi, dì bình tĩnh lại, dì mở loa lớn lên nha. Tôi nghe nè, con tôi sao rồi? Chuẩn bị đủ 10 tỷ đi, tối nay lúc 8 giờ cho một người đem đến. Thời gian và địa điểm chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc với người giao tiền. Tụi này chỉ cần tiền thôi, có tiền sẽ thả người ra. Các người mà báo công an thì đừng có trách. Thôi, tôi không báo công an đâu. Tôi chỉ cần thằng Long an toàn thôi. Tụi nó nói chỉ cần một người đem tiền chuộc thôi. Để cho con đi đi, con đi cho. Không được, con là con gái, làm sao đi được con. Nhưng Ngân mà... nè, thưa ba, dì Tư, để con đi cho, em ở nhà đi, nguy hiểm lắm. Hữu, con phải cẩn thận nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi ba. Hay để tao đi với mày, hai người vẫn hơn một người. Đúng rồi đó. Dì Tư à, dì Tư không nghe tụi nó nói trong điện thoại sao? Chỉ có một người đi thôi, làm trái ý tụi nó đó, tao sợ là... Đúng rồi con. Dì Tư đừng lo, con sẽ đưa Long về mà dì Tư. Nè, anh Hữu à, anh phải đi cẩn thận nha. Ừ. Anh ráng cứu anh Long về đó. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Cẩn thận nghe Hữu. Dạ, con biết rồi ba. Dì phải chạy theo thằng Hữu mới được, nếu không dì không có yên tâm. Nếu xảy ra chuyện gì thì thằng Long nó sẽ chết đó. Dì Tư, không dì đừng đi, người ta dặn có một rồi mà. Dì Tư Thôi không. Chú, giờ sao chú? Cứ để chị đi theo đi, có cản cũng không được đâu. Mình ở nhà chờ tin tức, có gì thì báo công an liền. Dạ. Nhận tiền xong rồi thả nó ở đâu? Tôi nghĩ phải đánh nó xỉu, nếu không hả nó sẽ phát hiện. Chôn sống nó trong lò nung bỏ qua. Cái gì? Tao đã nghiên cứu, lò nung bên dưới có vài thước cát, rất dễ đào để giấu xác. Cát ở đây rất khô nên mau phân hủy, khó mà phát hiện được. Có cần thủ tiêu nó như vậy không? Lấy được tiền rồi thì thả nó đi đi, nó có biết ai trong tụi mình đâu mà giết nó. Đó là ý kiến của thằng Hữu. Tụi bay muốn nói gì á, gặp nó mà nói. Lấy đủ tiền hết rồi hả? Ừ. Nó đâu rồi? Ở trong trọng đó. Xử nó đi, sau đó chôn sống nó. Còn mày, thằng Quân đó hả? Mày phải đánh ngất tao để tạo hiện trường giả. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, sau đó giải tán. Vài ngày sau tao sẽ liên lạc lại. Còn số tiền này đó, theo tao chỉ có bác Hai mới đủ tư cách giữ nó. Lần tới gặp mặt, số tiền này sẽ được chia đều. Tụi mày thấy sao? Không phải mày nói á, là chỉ bắt nó tống tiền thôi sao?
Giết nó làm gì? Trời ơi, giết người đó không phải chuyện nhẫn chơi đâu. Đúng rồi, không cần phải giết nó đâu, lấy tiền thôi, thả nó ra đi. Mục đích chính của tao không phải là vì tiền, thủ tiêu nó mới là ý muốn của tao. Thật ra mượn cớ bắt cóc giết con tin mà thôi. Thằng Long mà chết, toàn bộ gia tài của thằng Hoàng sẽ vô tay thằng Hữu. 10 tỷ này chỉ là cỏn con thôi, mình sẽ còn có cơ hội để kiếm tiền nữa. Chỉ trách nó là con của thằng Hoàng. Bà kia, bà đừng như vậy. Buông ra. Thì ra tụi mày cấu kết với nhau để giết thằng Long con tao. Bỏ người ta à? Còn mày, mày là bạn chí thân với thằng Long, mà tại sao mày làm như vậy? Mày không khác gì loài cầm thú. Mày muốn làm gì tao? Sẽ nhẹ nhàng thôi. Bỏ người ta à? Tèo, rượu tao đâu? Tụi bay cứ làm theo kế hoạch của bác hai, chôn sống hai mẹ con thằng Long, rồi đem tao ra đồng trống dứt ngoài đó. Sau đó giải tán, khi mọi chuyện êm xuôi, tập trung lại, tao sẽ chia phần. Hiểu chưa? Sẵn sàng chưa? Làm đi. Ta không muốn tham gia nữa. Tụi bay muốn làm gì thì làm đi, ta bỏ cuộc. Tèo, còn mày, tao đi đây. Khoan đã, tao không muốn làm chuyện này đâu. Giờ tụi bay tính sao? Bây giờ cứ đem hai mẹ con thằng Long với thằng Hữu dục ra ruộng, rồi mọi chuyện tính sau. Rồi lúc thằng Hữu tỉnh dậy, mày tính sao? Nó không thể một lúc chơi ba đứa mình được. Nếu nó chơi một trong ba đứa mình thì hai đứa kia sẽ đi tố đó. Tao biết chắc chắn một điều, nó đủ thông minh để hiểu chuyện đó mà. Được đó, vậy làm theo ý của mày đi. Còn mày? Tao thấy ý đó được. Hữu, con tỉnh rồi hả? Mẹ, sao con lại ở đây? Con nhớ con đang đưa tiền cho tụi bắt cóc, thì bọn nó phát hiện dì Tư đang đi theo con. Tụi nó giận lắm, con đã định giải thích thì tụi nó đánh con ngất xỉu. Rạng sáng có người đi đường phát hiện thấy tụi con ở ngoài ruộng nên đã đưa hai con vô bệnh viện. Thằng Long nó sao rồi ba? Thằng Long nó vẫn chưa tỉnh. Ba. Long.
trong người sao? Bà cứu con hả? Chuyện dài dòng lắm. Có gì ba kể cho con nghe sau. Con thấy trong người con sao rồi? Giờ cũng đỡ rồi ba. À. Còn chị Tư? Dì Tư sao rồi ba? Mẹ con sao rồi? Sao Hữu lại nói như vậy? Mẹ con... Mẹ con làm sao? Bà nói cho con biết đi. Mẹ con sao vậy ba? Mẹ con mất rồi. Nhưng mà con chỉ đi đòi nợ cho mẹ ngày hôm nay thôi đó nha. Không có kêu lần thứ hai đâu đó nha. Mẹ biết rồi, đi nhớ về sớm đó. Nhưng mà cho thêm tờ thứ hai đi. Thấy không, biết thế nào. Mệt, thiệt là mệt. Con thương mẹ nhất trên đời này luôn á. Thôi con đi nha. Con muốn làm thì mẹ không ép con nữa. Từ từ tìm gì con thích đi rồi đi làm cũng được. Yeah. Bởi vì con nói là con yêu mẹ nhất trên cuộc đời của con luôn. Chỉ có mình mẹ là thương con nhất thôi. Con cảm ơn mẹ. Định nọt thì hay lắm. Ê ơi, mày mẹ. Gì vậy? Sao hôm nay mày đẹp, mày đẹp quá vậy? Thôi đi ông Tư. Mệt ông quá à. Xuống ăn cơm cho rồi đi. Dạ. Con trai mẹ nuôi lớn mẹ cứng như trứng mỏng vậy nè. Dám đánh gãy tay. Chuyện này mẹ thưa ông đi tù mẹ mới há dạ được. Sẵn đó mẹ trừ hại cho dân lành luôn. Trời ơi, không ngờ mẹ con cũng nghĩa hiệp quá ha. Nãy giờ con có tưởng là mẹ là một quan huyện ở đâu trung tỉnh á. Mẹ có coi tuồng Lam Sanh Xuân Nương không? Cải lương phải không? Ừ? Mẹ thích cải lương lắm con ơi. Đó, mẹ biết bà mẹ chồng không? Thì đó, cái gia bà mẹ chồng đó, bà ác dễ sợ. Đó. Đó, ác dễ sợ. Ý mày nói tao giống bà mẹ chồng đó phải không? Dạ. Không có. Ông nội mày có thổi. Không có. Long à, mẹ đau cháo rồi nè con. Về ăn cháo đi con. Ăn miếng đi con. Con đừng vậy mà Long. Mẹ đau lắm đó con biết không? Mẹ xin lỗi con, là mẹ ích kỷ. Mẹ chỉ muốn con là con của mẹ thôi, nên mọi chuyện mới xảy ra cớ sự như vậy. Con đừng giận mẹ nghe con. Mẹ, cho dù có như thế nào, mẹ vẫn mãi là mẹ của con. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra kẻ để giết chết mẹ. Con sẽ bắt đó trả giá trước pháp luật. Khi anh nhắm mắt lại là anh nghĩ tới mẹ, là anh đã hại mẹ. Người chết không phải là anh, chứ không phải là mẹ.
cả là do anh. Không phải, không phải là do anh. Anh đừng tự trách mình mà. Anh nghe em nói nè, dì Tư thương anh lắm. Dì Tư không có muốn để anh buồn, không muốn thấy anh đau khổ vậy đâu. Anh đừng khóc nữa. Dì Tư không có muốn vậy đâu. Đừng khóc nữa mà anh.